ông ta đưa cái đai của cái màn lên, chưa gập ra phía gì phía ngoài đấy chưa. Thầy bảo ông ta cũng thành chống gối xuống một vút cái kèo lại. Mỗi buổi sáng mình có bao nhiêu thời gian để... Thời gian gấp chăn gấp trí chỉ có 3-5 phút. Cả chăn và... Cả chăn cả màn. Yeah. Chỉ có 3-5 phút để chúng ta gấp. Chúng ta phải tập gấp cho bảo đảm. Cạnh thật vuông, chúng ta phải tập... Màn ta không được lòi ra ngoài nhé, không chí đó chưa? Màn phải phẳng so với gì nhỉ? So với chăn. Các cạnh chăn ta phải thật phẳng. Đấy bảo.